Vâng, tiếp tục mời các bác đón xem một chiếc rốt bài. Một chiếc rốt bài xuất Nhật có màu rất chi là đẹp. Phối màu cực kỳ đẹp là màu đỏ và màu trắng nhá. Đỏ trắng có pha một số viền chỉ, một số chấm đen. Đây là một chiếc rốt bài xuất Nhật cực kỳ chất với bộ cấu hình chuyển động cực cao. Đùi đĩa 5 chấu Classic. Quy đề gạt đĩa của Tiagra. Đây là một chiếc xe em đánh giá độ chất, độ mới đang còn cực kỳ cao, là khoảng 90%. Xe khung sườn nhôm, nhôm mài, càng carbon. Các bác đang xem video nhớ kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh để follow những video mới nhất của em nhé. Follow mới nhất của em để xem những mẫu xe mới nhất nhé. Và như thường lệ thì em sẽ giới thiệu cho các bác review trái phải cũng như mặt trước, phía trước và phía sau của xe. Sau đó thể đi chi tiết cấu hình và báo giá cho các bác luôn. Ở này là bộ chuyển động của nó rất cao đấy, Tiagra. Chuyển động bộ đề lắc, có tay phanh phụ. Xe mang tên là Vivente. Mã số xe là E687 nhá. E687. Chiếc rót bài thể thao đua đường trường cực chất. Bánh trước bánh sau đều là trục rỗng. Bộ cặp vành lốp nguyên zin. Màu rất đẹp, màu đỏ và trắng. Và sau đây mời các bác đi xem em giới thiệu chi tiết về xe nhé. Con này có chiếc in thể thao này, màu đen trắng xanh rất đẹp. In cực kỳ chất luôn. In cứng cáp nhưng ngồi lên thì rất êm, rất thoải mái luôn. Cọc in, gọng in là sơn tĩnh điện màu đen, là nhôm hết nhá. Còn này là tai khóa của nó để chỉnh sửa cọc, nâng hạ cọc in, có ốc inox thôi. Phanh của nó trước sau thì đồng bộ. Gọng C 3 mảnh nhôm này. Đó. Gọng C 3 mảnh nhôm nhá. Cấu hình bánh lốp này. Bánh lốp là lốp zin. Lốp zin, thông số của nó là 700 nhân với lại 23C. Và size giống đứng con này là 47cm. Em đo được là 47cm. Các bác lên chiều cao cấu hình con này 1m63 nhá. 1m63 lên đi ok. Vành nguyên zin, vành nhôm hai lớp. Nan hoa là inox chân đầu. Xe chạy 3 tầng đĩa. Chạy 3 tầng đĩa, đùi đĩa đều của Shimano Classic nhá. Shimano Classic. Nó có màu nguyên zin của nó đây. Màu nâu. Màu nâu đen rất đẹp. Gạt đĩa là Tiagra, Shimano Tiagra. Quỳ đề cũng Shimano Tiagra luôn nhá. Tuy nhiên là cái quỳ đề này nó bay chữ ra. Nó bay chữ ra. Sên xích của nó đây. Sên nó còn rất mới của Shimano luôn. Nó chạy là 9 tầng líp, 2 tầng đĩa. 2 tầng đĩa và 9 tầng líp nha các bác. 2 tầng đĩa, 9 tầng líp, đùi đĩa 5 chấu luôn. Pedal trái phải của nó thì đồng bộ. Pedal gọng nhựa đặc. Và con pedal này là pedal gấp được nhá. Pedal gấp, kiểu pedal gấp. Đây có cái nốt này, cái nốt này xoay sau đó gấp lại được thôi. Em vừa cầm máy cho nên là đấy, gấp lại, gấp bình thường này. Đó các bác thấy này, đấy, thấy chưa, gấp lại bình thường. Rất tiện khi ở địa hình chặt hẹp thì gấp pedal lại. Các bác có thể dựng chống xe vô tư, tiết kiệm khoảng không, khoảng trống khi các bác dựng xe ở như địa hình này hẹp nhá. Nhôm của nó đây, nhôm mài. Đấy, khung nhôm mài hết nhá, khung sườn sau là nhôm mài. Nó đang có vết sai của hãng đây này. Vết sai đấy, vết sai của hãng đây. Màu sơn này, màu đỏ này. Màu đỏ tươi và màu trắng. Bản xe là bản Rora. Mang mã số là E687 nhá. Càng trước của nó là càng carbon, lát này em sẽ đi dõi chi tiết cho các bác xem. Còn này thì cối nổ rất kêu rồi. Cối nổ rất kêu rồi. Cái tem chữ, tem xốp này. Hệ nhôm của con này là 6061 aluminum. Gọng nước của nó là gọng nhôm sơn màu đen nhá. Hệ thống dây thì đi nổi. Dây phanh của Nhật luôn. Ghi đông cô tăng là đều của FSA đây này. Nắp chụp nữa này, FSA nhá. Con này có một bát thôi. Con này là không có vòng, một bát. Vô tàng bản là bản 8 sen. Ghi đông cũng nguyên zin theo xe luôn.
rất đẹp. Mặt nạ của nó mặt nạ đặc hai ốc, tay cao su, tay nắm của nó là màu đỏ đen, tay nắm cao su màu đỏ đen. Còn xe sử dụng bộ đề lắc này, lưỡi gà này của Shimano Tiagra nhé, trái phải đề đồng bộ luôn, bộ bấm xả, bộ đề lắc đĩa cũng như đề lắc clip đều của Shimano Tiagra, đồng bộ với chuyển động quy đề gạt đĩa luôn nhá. Tay phanh của nó tay nhôm, phanh trước cũng phanh gọng xe 3 mảnh nhôm này, sơn tĩnh điện màu đen, tay phanh nhá, giày phanh màu đen luôn. Màu chủ đạo của xe là màu đỏ trắng, một số chấm đen. Logo của xe mặt trước khung này, càng trước là càng sợi carbon nhé, càng carbon này các bác, càng carbon. Khóa hồng tháo lắp của Shimano này, tháo lắp nhanh của bánh này. Mayer thì Mayer nguyên zin theo xe luôn, Mayer nguyên zin theo xe lên của Shimano luôn đấy các bác, của Shimano nhá. Mayer trước Mayer sau thì là đồng bộ thôi, lốp trước cũng như lốp sau, lốp zin, lốp của DNSG. Thông số là 2700 x 23C, vành zin của Alex Mix 2 lớp, nan hoa thì là inox chân đồng. Mạng sườn trái của xe đây rất đẹp nha các bác, đùi của nó đây, đùi trái này Shimano Classic này. Con này có thể nói là full Shimano nhá, trục giữa thì chạy bia bạc đạn rồi, trục sau cũng là trục rỗng này của mạng Shimano này. Con này Shimano Made in Malaysia các bác, máy ơi của nó có hồng này, lốc Shimano luôn. Chân trống con này là chân trống gọng nhôm rồi, chân trống gọng nhôm kiểu dáng chân trống của xe thể thao đường phố hay là thể thao đua, nó kiểu dáng chân trống này. Chiếc xe cực kỳ chất lượng, rất đẹp. Khung nhôm càng carbon như các bác, và cấu hình cực cao, cấu hình chuyển động, trái tim của xe. Nói đến cấu hình chuyển động là Shimano, full Shimano là cực kỳ chất rồi, từ đùi đạp rồi đến sền xích, đĩa ốp, ốp clip, ốp đĩa. Bộ chuyển động là đề lắc cũng như bộ chuyển động quỳ đề gạt đĩa. Đây là Mayer khóa hồng. Rất nhiều món Shimano, bác mua được chiếc xe có full Shimano là cực kỳ hiếm rồi. Và giá thành tiền con này là em bán với các bác là 14 triệu nhá. 14 triệu đã bao gồm phí ship. Các bác ưng thì alo cho em, nhắn cho em. Số điện thoại là em để chạy trên video ghi ở phần tiêu đề nhá. Các bác nhớ đón xem tiếp theo những mẫu xe em sẽ lên sau đây nhá. Vâng, tiếp tục lại một màu xe thể thao đạp Nhật Bản nhá. Đây là một chiếc Merida màu trắng sữa rất đẹp, một chiếc Touring xuất Nhật full nhôm, mang mã số là 677 E677 nhá. Con này có size gióng đứng của nó là 46, cấu hình bánh 700. Vậy các bác lên chiều cao cho em là 1m63 trở lên, 1m63 trở lên là đi ok nhá. Các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh follow để theo dõi những mẫu xe mới nhất của em nhé. Như thường lệ em sẽ đi giới thiệu tổng thể xung quanh, trái phải, trước sau của xe. Sau đó em sẽ đi chi tiết cấu hình của xe và báo giá cho các bác luôn nhé. Một chiếc xe thể thao đường phố rất đẹp. Con này em đánh giá độ nguyên zin của nó rất cao nhá, full nhôm. Chiếc Touring có cấu hình cặp phanh đĩa trước sau cực chất. Con này là phanh đĩa cơ nha các bác. Ngoài ra thì còn rất nhiều mẫu xe khác em trưng bày xung quanh khu nhà. Đấy, các bác ưng mẫu nào thì cứ alo cho em nhé. Số điện thoại em ghim chạy trên video cũng như ghim trên tiêu đề của video đấy, các bác nhớ đọc nhé. Mời các bác xem chi tiết cấu hình của chiếc Merida này nhé. Merida full nhôm, xe chạy 3 tầng đĩa và 8 tầng lip các bác. 3 tầng đĩa, 8 tầng lip. Cấu hình như sau, cọc in của nó nguyên zin này, của hãng này. Cọc in, gọng in và in nguyên zin luôn nhé. Dè là dè lá lúa, dè đàn hồi, kiểu Touring. Bánh lốp của nó đây,
bánh lốp là lốp zin rồi, lốp zin. Thông số của nó đây, thông số của con này là chữ 700 các bác, 700 × 28C, 700 × 28 nhá. Vành zin theo xe luôn, vành của Alex Mix. Vành này là vành nhôm hai lớp, sơn màu trắng. Cầm của nó là cầm đôi, nan hoa inox luôn. Quy đề của nó là Shimano Antut. Gạt đĩa cũng đồng bộ luôn nhá. Shimano Antut luôn, đùi cũng Shimano luôn. Ốp đĩa nguyên zin màu trắng. Ốp lip, ốp đĩa đều màu trắng nhá. Sên xích đều của Shimano luôn này. Rất đẹp, Meyer nhôm mạ sáng choang nguyên zin. Nhôm mạ sáng choang nguyên zin. Cặp Meyer cực chất đấy. Khóa hồng cờ lốc của Shimano, khóa hồng tháo lắp nhanh của bánh đấy, của Shimano luôn. Con này trục bánh trước và bánh sau đều là trục rỗng nhá. Còn trục giữa của nó thì chạy bi bạc đạn này. Về đàn này, con này về đàn gọng gọng nhôm các bác. Về đàn gọng nhôm. Đũa đỡ của nó là nhôm mạ luôn, sáng choang, phản quang hai mặt màu vàng. Còn rất đẹp. Em chưa xe mới về, em chưa lắp vào đùi xe cho nên là đang cột ở như gọng nước nhá. Gọng nước của nó thì là gọng nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Đấy, tem chữ Merida này, màu đen này. Đấy, nhôm hộp này. Bản ngang thì của nó là hộp vát. Rất đẹp, thiết kế rất đẹp, mới hàn với cá đây. Bộ chén bát vòng độn ô tăng vi đồng nguyên zin của Merida luôn. Lắp chụp nữa. Nguyên zin hết nhá. Còn này em đánh giá con xe này là tất cả phụ tùng của xe là gần như là nguyên zin đét hết rồi. Đấy, kể cả bộ bấm xả ăn một cụm với tay phanh, tay nhôm này, 3 tầng đĩa và 8 tầng lip. Dây phanh cũng đang còn nguyên zin, dây nhật luôn, có đi nổi nhá. Chiếc chung này thì bên em trang bị thêm nhá, chung cũng là chung nhật luôn. Chung kéo cơ, rất kê, màu đỏ, đỏ đen, phản quang màu trắng như ghi đồng đây. Cấu hình bánh trước như bánh sau thôi. Lốp zin theo xe 700 × 28C. Vành nhôm hai lớp. Cầm cũng là cầm đôi. Phanh thì phanh đĩa của Techo nhá. Đây phanh đĩa của Techo này, Techo Novella. Đó phanh đĩa cơ. Cặp nguyên zin của nó. Bản sườn trái của xe đây. Miếng logo vẫn đang còn nguyên zin nhá. Logo là một miếng nhôm này, logo của hãng này. Hãng Merida các bác biết rồi, một thương hiệu rất nổi tiếng. Thương hiệu rất nổi tiếng và có hệ thống bảo hành gần như là nhiều nhất trên toàn thế giới rồi các bác. Cực kỳ chất. Tem Nhật này. Đấy, con này có tem chữ Nhật này. Tem màu vàng này. Hệ nhôm của con này là 6061, được kiểm định cực kỳ gắt rồi, bên thị trường Nhật. Size gióng 4 đứng của nó này, 46cm. Trục giữa thì chạy bi bạc đạn rồi. Con này thì chân trống của nó là báng thép gọng nhôm. Phanh sau cũng phanh đĩa của Techo đây. Phanh đĩa của Techo, phanh đĩa cơ. Nó có một số vết chảy xước. Tuy nhiên nó là nguyên zin nhá, khóa hồng này. Khóa hồng tháo lắp nhanh của bánh này. Mày ở sau này, mày ở nhôm mạ sáng choang luôn. Rất đẹp. Một chiếc Merida Touring thể thao đường phố dành cho size gióng, dành cho người có chiều cao 1m63 trở lên là đi chiếc này rất ok. Và giá chiếc này em xin báo giao lưu với các bác là 9.600.000 đồng nhá. 9.600.000 đồng đã bao gồm phí ship. Các bác ưng mẫu xe này thì alo ngay cho em theo số điện thoại chạy trên video cũng như ghim ở như phần tiêu đề. Các bác nhớ đọc vào Zalo, em sẽ gửi chi tiết bộ ảnh cho các bác nhá. Và các bác nhớ đón xem những mẫu xe tiếp theo của em sẽ lên sau đây nhé. Và tiếp tục lại là một chiếc xe hàng bãi Nhật, một chiếc xe Mỹ xuất Nhật mang tên là Specialized, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ nước Mỹ, mang mã số là E665 nha các bác. E665, bác nhớ mã số xe nhé. Các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin một nốt like nhé. Cho em xin nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm kênh follow kênh của em để em ra những mẫu xe mới nhất giới thiệu đến cho các bác để các bác tham khảo. Và khi các bác có ý định mua xe bên em
thì cứ vào Zalo của em, số điện thoại em chạy ở trên video ghim ở như phần tiêu đề, các bác nhớ đọc nhá. Con này là con khung sườn nhôm càng carbon nhá. Con này là khung nhôm càng carbon cấu hình cực cao của 105 Shimano 105, đùi 5 chấu, 3 tầng đĩa và 9 tầng liếp, 3 tầng đĩa và 8 tầng liếp các bác. Rất đẹp, khung nhôm càng carbon, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, bản xe là đô sơ. Như thường lệ em sẽ đi gọi tổng thể trái phải của xe, trước phía sau, sau đó là sẽ giới thiệu chi tiết về cấu hình của xe và báo giá cho các bác. Con này thì nó đang còn rất nhiều đồ, món đồ đang còn nguyên zin, gần như là nguyên zin theo xe. Em đánh giá chất con này lên tới là 90% nha các bác, chất nguyên zin của nó đấy, lên đến 90%. Trái phải tổng thể của xe này, các bác quan sát nhé. Ứng kiểu dáng thích dòng road bike tay cong này thì alo ngay cho em nhé. Mời các bác xem chi tiết này, cấu hình của nó này, cọng in là nguyên zin rồi, nguyên zin rồi, theo xe luôn. Đấy, con này thì có vòng nhá, vòng siết nới nâng hạ, chỉnh sửa cọc in nhá. Phanh con này là phanh zin, gọng C 3 mảnh nhôm rồi, theo xe luôn. 3 mảnh nhôm, gọng C rất chắc chắn. Lốp thì là cũng lốp zin luôn. Đấy, lốp zin luôn. Lốp của Amedio rồi. 700 x 23C nhá, thông số nhá. Lốp zin của nó, lốp Nhật bên Nhật luôn. Lốp cực chất, nó còn rất đẹp đấy các bác. Còn rất đẹp luôn. Vành con này là cực đẹp rồi, vành nhôm hai lớp. Vành luôn nhôm hai lớp cơ. Vành zin theo xe luôn rồi. Lan hoa của nó là lan hoa inox chân đồng, vành có vòng khuyên. Vành vòng khuyên cực đẹp. Con này là bộ gạt đĩa và quy đề đồng bộ luôn. Gạt đĩa đây, Shimano 105 nhá. Chất 105 thì nó gần như là nó là cao cấp rồi. Gần như nó cao cấp của dòng rốt rồi. Shimano 105 nhá. Thuộc top cao. Quy đề gạt đĩa. Xe có trang bị gọng bảo vệ quy đề luôn. Con này là đặc biệt, nó chạy 3 tầng đĩa này. Chạy 3 tầng đĩa này. 2 4 6 8. Con này 10 tầng líp các bạn, nhưng không phải là 9 đâu, 2 4 6 đúng rồi. 3 đĩa 10 líp, 2 30 tốc độ luôn, cấp tốc độ cực cao. Ốp líp của nó này, nhựa trong suốt. Con này có ốp đĩa luôn, đùi đĩa 5 chấu nhá, đùi nhôm. Đùi nhôm. Cối nổ đàng hoàng luôn. Đùi zin luôn. Rất đẹp. Đùi 5 chấu. Pedal này, pedal bạc đạn của Wego rồi. Gọng nhôm phản quang hai mặt của nó là màu vàng rồi. Rất nhiều thứ để cao cấp. Logo của Petrolite này các bác này. Tia sét. Cực kỳ nổi tiếng. Với size gióng đứng con này là của nó là size gióng của nó là 46 cm nha các bác. 46 cm. Bác lên chiều cao cho em là 1m63, 1m65 đi chiếc này quá ok luôn. Gọng nước của nó là gọng nhôm sơn màu đen. Khung sườn của nó là nhôm. Dạng nhôm con này là nhôm mài các bác, nên mối hàn với cá nó không lộ rõ đâu. Logo của nó này. Vòng độn bát chén nguyên zin của Petrolite luôn nhá. Nắp chụp cũng vậy, vô tăng, đi đồng nguyên zin luôn. Rất đẹp. Tay phanh của nó này, tay phanh phụ này. Phanh trước cũng gọng C 3 mảnh nhôm này, nguyên zin này. Còn sử dụng bộ đề lắc cũng 105 luôn đồng bộ nhá. Bộ đề lắc 105 đồng bộ luôn. Từ cái ốp cao su ốp đầu của nó này đang còn nguyên zin hết, để lắc lưỡi gà nhá. Tay phanh là tay lắc cũng là tay nhôm luôn. Dây phanh là dây màu đen nhá. Dây màu đen, dây của Nhật luôn. Càng trước đây, sợi carbon này. Đó, sợi carbon này. Rất chất. Có logo của tia sét của Petrolite này. Carbon 3 này. Mayer zin luôn, Mayer zin theo xe luôn, Mayer nhôm mạ luôn nhá. Cấu hình bánh trước như bánh sau thôi, lốp là lốp zin. Vành cũng vành zin luôn. Lan hoa thì là inox chân đồng, vành vòng khuyên. Rất đẹp. Khóa hồng trước sau tháo lắp nhanh đều có nhá. Và là trục rỗng luôn nha các bác. Trục rỗng cao cấp luôn. Mạng sườn trái của xe đây. Petrolite này thì có hai màu chủ đạo của nó là màu
tím than, màu tím than và màu ghi. Đấy, màu tím than và màu xanh, màu xanh đấy, màu xanh xanh nhạt, kiểu màu xanh của đặc trưng của pen sổ lai đấy các bác này. Đấy, màu xanh đặc trưng của pen sổ lai, dạng dạng là màu pha màu phối màu rất đẹp. Tem chữ của nó là tím than. Đấy, hệ thống dây nó đi nổi hết rồi. Chân trống của nó là váng thép rồi gọng nhôm rồi. Khóa hồng của lốc Shimano này. Mayer sau của nguyên zin của nó này. Rất đẹp. Phản quang bánh là phản quang màu trắng nhá. Phản quang màu trắng. Em giới thiệu gần như là đầy đủ chi tiết nhá. Tay nắm thì tay nắm cao su. Tay nắm cao su. Tay nắm màu đen. Rất đẹp. Các bác ưng một chiếc road bike cao cấp này thì alo ngay cho em. Số điện thoại và Zalo là cùng luôn nhá. Em chạy trên màn hình video, ghi ở phần tiêu đề, các bác nhớ đọc, kết bạn với em để em tư vấn kỹ hơn. Và các bác nhớ đón xem những video xe tiếp theo của em nữa nhé. Và em xin lỗi, em xin báo giá chiếc xe này là 17 triệu nha các bác. 17 triệu đã bao gồm phí ship nhé. 17 triệu đã bao gồm phí ship. Và tiếp tục lại lên cho các bác một chiếc xe thể thao. Nhưng đây là một chiếc xe thể thao học sinh nhé. Một chiếc MTB, một chiếc xe thể thao địa hình dành cho lứa tuổi học sinh và dành cho cả nữ luôn. Nếu nữ là có chiều cao 1m50 thì chiếc này ok đấy. Rất đẹp đấy. Đây là một chiếc MTB hàng nội địa Nhật nhá. Khung sườn của nó là khung sườn nhôm màu đen. Con này khung sườn của nó là khung sườn màu đen. Khung sườn thép các bạn. Con này khung sườn thép. Con này thép gió. Cực kỳ chất, màu của nó màu đen tuyền. Bánh lốp thì dành cho lứa tuổi học sinh. Bánh lốp thì nó mang thông số của size gióng đứng 32. Xem như thường lệ em sẽ đi review xung quanh xe trái phải trước sau, sau đó em sẽ giới thiệu chi tiết cấu hình và báo giá cho các bác luôn nhé. Bác xem video thì nhớ kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh để follow kênh của em. Em ra hàng ngày những video mới nhất để các bác được cập nhật và chọn cho mình được một mẫu xe ưng ý của mình, ưng ý về giá tiền cũng như hình dáng, cấu hình của xe nhé. Đây là một chiếc MTB có trang bị đèn và máy phát điện phía trước đấy, rất đẹp. Mời các bác xem chi tiết cấu hình này. Cọc in và gọng in và in của nó là nguyên zin nhá, cũng màu đen luôn. Rè là bán rè bán rộng, rè đàn hồi đây các bác này. Con này va đập thoải mái, ngã va đập không bao giờ bị gãy bể đâu nhá. Lốp xe là lốp zin, lốp của MP, lốp của MPark, lốp zin. Thông số bánh con lốp con này bánh 24 nha các bác, 24 x 2.1. Quy đề của nó là trang bị quy đề của Shimano Tonic. Con này chạy một tầng đĩa. Một tầng đĩa và 7 tầng lip các bạn. Một tầng đĩa và 7 tầng lip. Sên xích tầng còn rất đẹp, lip đẹp luôn, sáng choang. Của Shimano luôn nhá. Con này nó chạy một tầng đĩa 7 tầng lip. Mayer nhôm nguyên zin của nó rồi. Phanh là phanh, phanh này là phanh của Power, phanh cộng V của Power. Cấu hình phanh của nó là Power nhá. Khóa hồng cờ lốc của Shimano này, tháo lắp nâng hạ chỉnh sửa cọc in này. Con này tem của nó 2021 đây các bác này. Tem chất lượng của nó là tem kiểm định chất lượng, vừa mới kiểm định xong. Nó còn ra rất mới, rất đẹp. Gần như lướt thôi nha các bác. Màu của nó màu đen tuyền, rất đẹp. Electric, thường hàng nội địa. Tem chữ Nhật. Gọng nước của nó là gọng nhôm trắng ấy. Gọng nhôm trắng nhá, nhôm mạ luôn, sáng choang luôn. Đùi xe này, đùi zin, đùi nhôm luôn, zin theo xe. Pedal trái phải của nó là gọng nhựa đặc nhá, phản quang hai mặt màu vàng. Mã số của nó là E704 nha các bác. Các bác nhớ mã số này. E704. Đấy. Pô tăng của nó là pô tăng cổ rụt rồi, pô tăng cổ rụt bản ngắn. Sát với lại chiếc ghi đồng cánh én luôn, nắp chụp mạ vàng, mạ đồng. Rất đẹp. Hai vòng chén bát. Ghi đồng của nó là cong cánh én này. Rất đẹp. Tay phanh của nó là tay nhôm trắng luôn. Rất nhạy. Phanh trước cũng phanh của Power luôn nhá. Phanh này phanh gọng V.
bộ bấm xả và tay phanh phải của nó đây, ăn một cụm luôn. Với cái hệ thống bộ bấm xả và tay phanh nó ăn một cụm thì nó rất bền, rất đẹp luôn và chắc chắn nhá. 7 tầng lip của Shimano luôn. Hệ thống dây là dây màu đen của Nhật rồi. Phản quang của nó đây, phản quang màu trắng. Mặt nạ là mặt nạ rỗng này, 4 ốc lục này. Chu của Nhật luôn, kéo. Rất kêu. Con này có chiếc đèn bầu. Con này có chiếc đèn bầu màu đen nhá. 3 bóng led này. 3 bóng led này, đi ban đêm thì cực sáng rồi. Bầu của nó là bầu tròn màu đen này, bầu quả nhót. Rất đẹp đấy. Mày ở trước thì mày ở phát điện này. Mày ở trước là mày ở phát điện của nó nhá. Càng phuộc này, đó, sóc trục phuộc của nó là nhôm mạ này. Cực kỳ êm luôn các bác. Thì các bác mua xem thì test sóc cho. Test sóc cho các bác nhá. Với cấu hình một chiếc xe electric tương đối là ok. MTB đi thể thao địa hình dành cho lứa tuổi học sinh. Học sinh cấp 2 đi chiếc xe này thì quá chất rồi. Nói chung là tầm mét lớp 6 đến lớp 9 đi chiếc xe này ok đấy. Phụ nữ và các bé gái lớn tuổi một xíu vẫn đi được nha các bác. Chiếc xe này thì để đi thể thao địa hình thì rất phù hợp rồi đấy. Và giá chiếc xe này em bán giao lưu với các bác là 5.500.000 đồng nhá. 5.500.000 đồng là bao gồm phí ship, xe bảo hành 1 năm. Các bác mua xe ưng ý mẫu xe rồi thì alo cho em, số điện thoại em ghim ở trên video, chạy ở như phần ghim ở phần tiêu đề, ghim video chạy suốt màn hình của giới thiệu video đấy. Các bác nhớ đọc và đón chờ những mẫu xe tiếp theo.